Đây là sân khấu của Hoa Xuân Ca 2024. Tôi sẽ đưa các bạn đi coi một vòng hậu trường để coi điều gì đã làm nên sân khấu đặc biệt này nha. Màn LED. Màn LED. Vẫn là màn LED. Xung quanh em toàn là LED. Tôi thấy đây là cái công đoạn tốn thời gian nhất của làm sân khấu luôn đó các bạn. Mấy trăm mấy ngàn cái panel ghép lại với nhau, mỗi cái nhỏ nhỏ cỡ bàn tay vậy nè. Setup mấy ngày mới xong luôn á. Nhưng tôi thấy có cái này hay nè, tấm LED dưới sàn này dẫm lên được luôn. Cái LED sàn này các bạn có thể quay tất cả các góc nó đều nhìn thấy được cả. Điều thứ hai á, cái này là không phải cái LED để xuống để cái lắp kính lên để gì, mà nó có thể dẫm lên thoải mái, có nghĩa là và có thể đi xe được cái ô tô lên. Thì đây là cái loại mà nó vừa đắt tiền mà vừa đặc biệt, là chúng tôi phải đặt trước. Nhưng mà cũng vì nhiều quá nên là bảo trì bảo dưỡng mỗi lần có trục trặc cũng cực lắm luôn cả nhà. Đỉnh điểm là có một tiết mục múa màn LED tạo bối cảnh rất là quan trọng, nhưng mà ổng lăn ra hư, báo hại cả đoàn chờ mất 2 tiếng để sửa. Nhìn dàn đèn lung linh của Hoa Xuân Ca nhảy theo nhạc, bạn nghĩ anh kỹ thuật ánh sáng sẽ dậy? No, xưa rồi, giờ tất cả sẽ được xử lý từ chiếc bàn duy nhất này. Có kịch bản, đường dây sân khấu rồi, tất cả sẽ được lập trình sẵn hết. Dù là nhạc du dương hay quẩy bốn nóc đều chỉ cần một nút bấm. Và đèn sân khấu thì cũng có nhiều loại lắm nha. Có loại thì để đánh sáng mặt cho nghệ sĩ, nhưng cũng có loại để tạo ra một lớp viền để chủ thể tách ra khỏi cái background. Rồi có cả đèn trang trí nữa. Nhiều lúc nhìn lên sân khấu thấy cái đèn có góc nhỏ xíu à, nhưng mà thiệt sự kích thước của nó là vậy nè mấy bạn. Nhưng tất cả sự lung linh huyền ảo này sẽ biến mất nếu thiếu đi một thứ. Đó là thứ gì? Các bạn có đang nhìn thấy chiếc máy này không à? Một chiếc máy rất nhỏ bé đặt gọn ở trong một góc phòng của cả một sân khấu như thế này. Có cái quạt thổi hơi này bay lên sân khấu thôi. Nhưng nếu không có chiếc máy này thì tất cả những hiệu ứng ánh sáng trên sân khấu này đều trở nên vô nghĩa. Hạnh phúc có khi là hành trình chứ không phải đích đến. Và ánh sáng sân khấu cũng vậy. Có loại đèn thì ánh sáng của nó dùng để soi sáng vật gì đó, nhưng trên sân khấu thứ người ta cần đa phần là đường đi của ánh sáng. Thì người thường thường trước khi người ta hay dùng khói, máy khói mà ngày đời xưa thì nó lên cuồn cuộn và nó vừa cục xấu mà nhiều khi nó làm phiền được ca sĩ. Thì đời mới người ta chế ra một cái máy làm xương không phải khói, gọi là Hayes. Thì cái máy này nó luôn luôn nó tạo một cái màng xương đều, và trên đường đi thì mình chiếu ánh sáng nào thì nó sẽ được nổi bật lên cái đường đi của ánh sáng chứ không phải điểm đến của ánh sáng. Nhiều lần bạn từng thấy khói trắng bay mù mịt sân khấu, có bao giờ từng thắc mắc nó từ đâu ra không? Không lẽ No. Đây, khói đó từ đây mà ra. Thấy cái bình siêu to khổng lồ không? Đố các bạn biết đây là bình gì ạ? Của nó là cái bình mà để xả khói ra sân khấu đó, để tạo hiệu ứng hình ảnh âm thanh đó. Nó cao gần bằng tôi luôn nè. Đó là nitơ lỏng. Thường thường thì cái bình nó có nhiều cái dữ liệu khác nhau. Nhưng cái loại bình đó thì thường thường một cái bình nó chỉ quay được khoảng 2 bài hát, tức là mỗi bài khoảng 5 phút là hết rồi. Đúng mấy bạn, có ca nhạc thì ngồi đâu là gần ca sĩ nhất? Ngồi nhà có tivi chờ cái cảnh zoom cận hay là được ngồi gần sân khấu? Tôi thì tôi thấy cái ông này mới là độc nhất nè. Ông đeo cái kiến vô cái ngồi coi nguyên cái show tới gần ca sĩ nhất mà không bị đuổi nè. Chính là cái ông lái FPV. Cái FPV này nó sẽ là góc nhìn thứ nhất là cái máy bay nó sẽ bay theo cái hướng mình nhìn luôn, chứ không phải là như flycam truyền thống thì nó sẽ là điều khiển được cái cam của nó. Còn mình muốn điều khiển cái cam của FPV thì mình phải điều khiển cả cái con máy bay bay theo đó cái góc cam luôn. Coi qua cái kính bay FPV của mình thì hình ảnh nó sẽ động hơn, nó sẽ chóng mặt hơn chút xíu, nhưng mà nó sẽ cho được nhiều cái góc máy đẹp, do là mình chỉ nhìn được góc phía trước của máy bay thôi, cho nên là mình sẽ phải lưu ý tới cái điểm mà mình sẽ chuẩn bị đi tới tiếp theo thì nó có cái chướng ngại vật gì không thì mình nhớ trong đầu thì mình bay thôi. Chà, cũng có chứ. Cái khúc đó cũng là một cái sơ sót của mình, là lúc đó là mọi người đang nằm thì mình đu ngang qua thì bất ngờ là mọi người đứng dậy, và mình không có thuộc cái bài nhảy đó, cho nên là lúc mọi người đứng dậy mình không có thấy được Minh Hồng nên mình không có né được. 22 tiết mục tại Hoa Xuân Ca là 22 khối lượng đạo cụ khổng lồ, là một số đạo cụ to bự hoặc là cầu kỳ cần làm trước thì sẽ được chuẩn bị từ nhà xưởng rồi mới chở tới sân khấu. Nhưng nếu oversize thì sao? Thì mình cắt nó ra, tới nơi mình ráp lại, giống như cái mô hình chiên này trong tiết mục của ca sĩ Tùng Dương nè. Người ta xẻ ra rồi chở bằng xe tải rồi tới nơi ráp rồi sơn phết lại. Có những bài tùy theo khối lượng, tới mình treo mắt thì mà có người ở trên thì nó sẽ đắt hơn. Và cái công làm nó sẽ khó hơn, cũng như là tính toán về mặt kỹ thuật cũng như mặt thẩm mỹ thì nó sẽ khác tùy theo từng cái tiết mục. Còn lại mấy anh thi công sẽ làm luôn ngay bên ngoài sân khấu, đỉnh chưa? Đây là oảng trong bài Thị Màu của Hoàng Minh Dị nè, đây là chùm bóng bay trong bài Miền Đất Hứa của Đen với Hoàng Thị Linh nè, vân vân và mây. Nói chung là ở đây quay mấy ngày là mấy anh chị thi công đủ ở đây mấy ngày luôn á.
Và đó là tất cả những gì mà một người ngoại đạo, không phải dân sân khấu như tôi có thể nhìn thấy được. Chứ thực ra để tạo ra được một cái sân khấu như vậy, một chương trình như vậy là phải tốn công sức của hàng trăm người khác nhau, như các anh camera, các anh lái cẩu, các anh hậu đài. Đó là còn chưa kể quá trình thiết kế và hậu kỳ sau đó nữa. Vâng, và cuối cùng thì những ngày quay Hoa Xuân Ca cũng đã kết thúc. Hôm nay đã là set quay cuối cùng rồi. Và mời quý vị và các bạn cùng đón xem Hoa Xuân Ca vào ngày 29 Tết à.